Chào tất cả mọi người, nay là quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình cũng sẽ lại review cho mọi người một chiếc xe đồ cực kỳ là rẻ luôn nhé. Chiếc xe đồ đây là mang một cặp cầu Hồng Hà 4 máy, dành cho anh em nào muốn trải đường bằng nhé. Chiếc xe đây thì nói chung là thùng thì cũng rất là lớn, chỉ là được cái cầu là hơi nhỏ thôi nhé. Giờ ở đây mình cũng sẽ đi vào từng chi tiết một của chiếc xe cho mọi người cùng được xem nhé. Đây là toàn cảnh của chiếc xe nhé. Mình sẽ đi sơ lược một vòng qua. Ở đây là bộ tời nhé, tời Hồng Hà. Các đang chuyển thẳng qua hộp số luôn nhé. Tời hộp số, tời cóc nhé, không phải tời online nhé. Đây, xe mang cặp cầu Hồng Hà. Đèn chữ A thôi, để thấy chân mỏng. Xe đi lốp 9 nhé. Đây, làm lốp thì nói chung là cũng còn chạy được. Đây, mình đi vào thẳng luôn. Đây là bơm hơi nhá. Đây, về máy đi. Bốn máy nhá. Máy này chắc là mình cũng không hiểu rõ lắm về máy nên là anh em cũng thông cảm nhá. Máy đây anh em nào biết rồi thì cũng thông cảm cho mình. Nhưng là mình nhìn kiểu máy nhỏ mà không biết là máy 3 tấn dưới hay là máy 1 tấn dưới nhá. Do máy nhỏ nên là mình không dành về máy nên là một số anh em biết rồi thì cũng thông cảm cho mình nhé. Đây, số cửu long nhá, đi kèm theo số mạnh luôn, số mạnh đẩy bằng hơi nhá. Xe đây là ben chữ A. Xấp xỉ thì nói chung là xem tầm bao nhiêu nhá. Xấp xỉ 20. Đó, mình một lăng tay nhá. Xấp xỉ đây 20 nhá. Thậm chí là anh em nào có nhu cầu xem xe thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé. Đây, thùng của chiếc xe là rất là đẹp luôn. Chị xem dài tầm bao nhiêu nhá. Một, chiếc xe đây thì rộng tầm cỡ 2m1, 2m2 gì nhá. Dài thì chắc tầm cỡ 3m7 hoặc là 3m8 rồi đấy. Đây về cặp cầu sau nhá. Xe đây là nói chung là thắng hơi trước sau luôn. Mình sẽ cho mọi người xem ký ở mặt xấp xi bên trong nhá. Về xấp xi thẳng tưng luôn nhá, không có vết nứt luôn nhá. Anh em qua xem mà thấy vết nứt nào thì cứ nói kêu là xe rợ nhá. Nhưng mà xe đây mình bảo đảm với anh em là xấp xi không hề có vết nứt nhá. Đây là chuyển qua số máy nha. Xe xài một bình hơi lớn với lại hai bình hơi nhỏ. Và đây là toàn cảnh của chiếc xe nhé. Mình thì cũng sẽ dừng lại đoạn clip ngắn đây. Nếu là anh em nào muốn xem xe hoặc là
Mua xe thì cứ alo trực tiếp cho mình nha, vì mình sẽ để lại số điện thoại trên tiêu đề. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.